Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Mitsubishi Outlander. Sản phẩm là hàng liên doanh. Mỗi một sản phẩm được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này, được chèn rất là cẩn thận bởi vì tránh va đập khi vận chuyển nó sẽ dẫn đến hỏng hóc dàn. Đây ạ. Anh em nhìn nhá, em nhấc ra anh em nhìn này. Đó. Đấy, được chưa ạ? Là cái dàn nó rất rất không, gần như là cái tỷ lệ mà nó xảy ra méo móp là bằng không. Đây, với cái xe Mitsui Atchange thì đây là chính là cái chiếc dàn lạnh phía trong xe của nó. Đây ạ. Ở đây là cái cuống bắt ra chỗ van tiết lưu. Đó. Cái dàn đời này thì nó cũng là bắt van dâu. Đây là hàng liên doanh cao cấp nên là cái chất dàn của nó anh em nhìn này rất là đẹp. Và với cái thông số như sau. Chiều dài của nó là 23,5. Chiều rộng thì anh em nên nhớ là nên đo, chúng ta đo ngang như này nhé, 20,5. Và chiều dày của dòng này nó là 3,7. Cái dòng đời cao này thì thân dàn nó rất là nhỏ, nó là dàn đúc nên rất là lạnh. Nên anh em hoàn toàn không phải suy nghĩ là tại sao nó mỏng thế, thì liệu nó có đạt độ lạnh không. Thì cái đấy nhà khi sản xuất xe thì người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi ạ. Em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đó chính là cái dàn lạnh trong xe của xe Mitsubishi Outlander đấy. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào ạ.